thế giới không thể vận hành nếu thiếu ngành xã hội và nhân văn. Vậy ngành xã hội nhân văn có gì? Phát triển sự nghiệp trong ngành này ra sao? Khoa học xã hội giải quyết những vấn đề gì cho con người? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành xã hội và nhân văn có gì? Đặt mua sách ngay tại nhà sách Spyroom. Đây là bài viết Sống cho hiện tại của tác giả Vũ Minh Trà. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Qua hơn 2 năm Covid, hơn 430 triệu người nhiễm trên toàn thế giới. Rồi cách nửa bán cầu tiếng súng đạn, tên lửa sáng chói như pháo hoa đêm 30. Ai mà biết được tương lai thế nào? Thôi thì cứ hết mình với hiện tại, để sau này bạn không phải nuối tiếc hai từ giá mà. Nếu bạn đang băn khoăn giữa việc đời chỉ sống có một lần hay hãy tiết kiệm khi còn trẻ, thì đây là podcast dành cho bạn. Đêm qua, mình có xem lại một bộ phim rất hay của Mỹ, Last Holiday. Câu chuyện tóm tắt thế này. Có một cô gái da đen, hơi mập một chút, sống một mình ở khu nhà nghèo ở Louisiana, Mỹ. Cô là nhân viên bán hàng đồ làm bếp cho một đại siêu thị. Hàng ngày, cô rất tiết kiệm, đi siêu thị chắt chiu từng cái coupon một, bị sếp áp bức cũng không dám phản ứng. Và cô có đam mê nấu ăn, nhưng chỉ nấu chúng rất ngon rồi mời cậu bé hàng xóm sang thưởng thức, còn mình thì ăn salad. Sau đó, cô luôn chụp ảnh lại và cất trong một cuốn sổ ước mơ. Trong cuốn sổ đó, có ảnh của anh chàng làm cùng, nhưng chưa một lần dám thổ lộ. Những món ăn ngon không dám ăn, khách sạn sang trọng muốn đến mà không dám đi, ghét ông sếp xấu tính nhưng không dám nói vì sợ mất việc. Và rồi một hôm, cô bị ngã và đến bệnh viện. Bác sĩ nói cô chỉ sống được 3 tuần. Lúc đó cô mới chửi lão sếp hà tiện một trận, lấy hết tiền trong tài khoản, lôi cuốn sổ ra và thực hiện tất cả những điều ước mơ của cô trong những ngày cuối cùng. Đáp máy bay hạng nhất, đi trực thăng đến khách sạn Grand Hotel Pub, ở phòng tổng thống 4.000 đô một ngày. Ăn và được nấu những món ăn ngon nhất cùng đầu bếp trưởng lừng danh Didier. Học trượt tuyết, nhảy du và thắng bài casino được hơn 100.000 đô. Cuối cùng, khi anh người yêu vượt hàng vạn cây số tới, thì cô phát hiện ra có sự nhầm lẫn. Cô sẽ không phải chết mà là người bình thường. Sẽ có rất nhiều người kêu câu chuyện phi lý không có thật. Tuy nhiên, có phải mọi người cũng muốn cuốn sổ ước mơ đó hay sao? Có thể không viết ra, nhưng mình tin rằng trong đầu mọi người đều có những thứ mà mọi người muốn làm, nhưng vẫn chưa làm vì nhiều lý do. Hồi xưa, lúc mới vào làm ngân hàng, tán tỉnh cô nhân viên ngân hàng và sau này là vợ mình có nói: "Hãy nắm tay anh sẽ đưa em đi khắp thế gian." Và sau đó mình thực hiện lời hứa sau vài năm kẹp nách thêm hài nhóc hip hop. Năm 2018, 3 tuần lái xe vòng quanh châu Âu. 2019, 5 tuần vòng quanh nước Mỹ. 2020, 2 tuần quanh đảo Tasmania, nước Úc. 2021, 2 lần xuyên Việt cùng gia đình. Rất nhiều người nói rằng, ừ thì bạn giàu, bạn có tiền, bạn nói gì mà chẳng đúng, ai mà chả muốn đi du lịch. Nhưng mà bạn đâu biết rằng, mình vẫn ở nhà thuê 10 năm rồi. Cuộc sống là chuỗi những lựa chọn, bạn có quyền quyết định cuộc sống của bạn theo cách nào. Có thể như mình, hoặc là tiết kiệm tiền, trả góp mua nhà. Không có gì đúng hay sai ở đây cả, chỉ là bạn muốn chọn cách nào mà thôi. Năm 2018, sau khi lấy vợ được 6 năm, có hai bé, thì trong tài khoản có 200 triệu. Đây là lúc mà tài khoản hai vợ chồng có nhiều tiền mặt nhất. Thay vì tiết kiệm, thì mình lên kế hoạch cho chuyến du lịch road trip đầu tiên của cả nhà đi vòng quanh châu Âu. 2 tháng chuẩn bị lên kế hoạch chi tiết, từ thuê xe gì, ở đâu, mua bảo hiểm, chọn khách sạn, chọn tuyến đường 4.800 km sao cho chi phí hợp lý nhất mà lại phù hợp với gia đình nhà mình nhất. Rất nhiều người nói rằng, cố gắng vài năm để giàu, có điều kiện sẽ cho con đi học trường quốc tế, để có cơ hội tốt hơn trong tương lai. Nhưng vài năm, rồi lại kéo dài lên chục năm, rồi con bạn được học trường quốc tế. Trong khi 10 năm đó, bạn đi làm về nhà khi con đã ngủ. Liệu vậy có phải là mục đích của bạn?
Mình vẫn nhớ năm lớp 2, bé Hope nhà mình có một bài presentation trước cả lớp về địa điểm mà bạn đó thích nhất. Lấy ảnh từ chuyến đi du lịch của gia đình mình và kể chuyện cả nhà cùng nhau đi trên một chiếc xe rong ruổi khắp nước Mỹ. Mình tin chắc rằng Hope sẽ tự tin hơn trong giao tiếp, những thứ khó có thể mô tả ra bằng lời. Hay chắc chắn những chuyến đi road trip cùng bố mẹ cũng đã giúp cuộc sống sau này của hai bé nhà mình sẽ đầy màu sắc, tự tin và nhiều tiếng cười. Về chuyện tiết kiệm thì sao? Hôm trước, mình có xem được một video trên TikTok. Đại loại là một người chia sẻ chuyện mỗi tháng tiết kiệm 200% với lãi suất compound 6% một năm. Thì sau 30 năm, bạn sẽ có $200,000. Và nếu bạn tiết kiệm muộn 10 năm, thì sau 20 năm, bạn có $92,000. 30 năm nữa, mình sẽ làm gì với $200,000? Đi du lịch à? Hay là đi học lặn? Hay là leo núi? Thế tại sao lại không đi luôn mà phải đợi lúc 60 tuổi, 65 tuổi mới làm việc đó? Mình vẫn tin vào compound rate, lãi kép. Tuy nhiên, không phải là lúc mà bạn vẫn đang khó khăn ở nhiều mặt, chưa có nguồn tiền ổn định cho nó. Còn tiết kiệm thì mình cũng không phủ nhận, mình cũng là người cực kỳ tiết kiệm. Nếu ngó vào tủ quần áo của mình, bạn có thể thấy những chiếc áo sơ mi mình hay mặc bây giờ có những chiếc mua từ hồi mình du học Mỹ 2009. Thậm chí có đôi giày mình vẫn đi hàng ngày mà tuổi đời của nó có khi hơn cả tuổi bé lớn nhà mình. Kể cả chuyện đi vòng quanh nước Mỹ, mình cũng chọn khoảng thời gian vé máy bay rẻ nhất, chỉ khoảng $450 một người, 2 chiều. Hay thuê được một chiếc xe tốt Ford Expedition gần 400 mã lực với mức giá hợp lý tiết kiệm nhất bằng việc so sánh rất nhiều hãng xe cũng như áp dụng voucher, coupon, chọn bảo hiểm nào để chi phí đâu đó chỉ khoảng $62 mỗi ngày thôi. Và nhiều khi, tiêu tiền cũng là một cách tiết kiệm thời gian, tiết kiệm kỷ niệm. Cuộc sống mà, ai biết trước được ngày mai thế nào. Muốn sống tốt cho hiện tại, tất nhiên bạn không phải cứ nằm yên, mọi thứ tốt đẹp sẽ tới. Muốn sống tốt cho hiện tại, bạn cần có tiền. Tất nhiên tiền không mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền chắc chắn bạn khổ. Ai cũng sẽ phải nâng cao giá trị của bản thân. Cách tốt nhất mình thấy là làm công việc hiện tại của bạn thật tốt. Mình rất thích câu nói của một doanh nhân Trung Quốc. Kể cả khi cọ toilet, tôi vẫn cố gắng là người cọ sạch nhất. Làm bất cứ công việc gì cũng cần làm tốt nhất và luôn luôn không ngừng tiến bộ. Chỉ có vậy, bạn mới có thêm nhiều cơ hội và nổi bật giữa đám đông. Mình vẫn nhớ những ngày làm thêm tại một nhà hàng Thái Lan trong khi mình đang đi học tại West Virginia, một trong những bang nghèo nhất nước Mỹ. Sau 7-7-4-9 câu chào với khách thì mình đã thành thục việc giao tiếp với khách hàng làm sao để có được không khí vui vẻ nhất. Mỹ đen thì để ý khen bộ nail đẹp. Nếu nhìn thấy cặp đôi có vẻ hẹn hò thì mời họ vào bàn riêng tư một chút view ra phố. Nếu gia đình thì luôn bắt chuyện với trẻ con. Khách lớn tuổi họ luôn thích mình nhớ tên cũng như nói chuyện nhiều hơn. Sau này mình về Việt Nam làm tại một ngân hàng, mình cũng luôn cố gắng hết sức. Mình nói thật là luôn nghĩ làm tốt công việc cũng là tốt cho mình. Mình tiến bộ chứ không phải lúc nào cũng là cống hiến cho công ty, cho sự phát triển của công ty cũng như lợi nhuận của sếp. Tất cả những cố gắng của mình sẽ giúp mình ngày càng giỏi lên, có thêm năng lực sau này. Tin mình đi, bạn làm công việc của bạn càng ngày càng tốt, vượt trên sự mong đợi, bạn sẽ có tiền. Bạn đã có một chút tiền và việc sống cho hiện tại đâu cần quá đắt đỏ. Có rất nhiều cách sống vui vẻ hạnh phúc mà không phải đại gia tỷ phú mới có được. Mình có quen một bạn, nhà cũng không quá điều kiện, có thể nói là trung bình nghèo. Nhưng bạn đó rất thích đi trải nghiệm nước ngoài, tiếng Anh không quá tốt, tiền không quá nhiều. Bạn đó tìm hiểu rất nhiều các chương trình tình nguyện ở châu Phi, rồi đi thực tập nông nghiệp Israel. Và thậm chí đi làm 3 tháng ở một theme park Disneyland Florida. Và tất nhiên, đấy là lựa chọn của bạn đó. Nếu ai đó để ý mình, thì việc mình phân bổ thời gian lệch tông với đại đa số mọi người khi làm việc nhiều hơn từ mùng 1 đến mùng 10 Tết. Làm content, livestream, podcast xuyên Tết, đầu năm tổ chức 2 cái workshop.
Nhưng sau đó thì nghỉ liền 2 tuần vào trong Phú Quốc, relax lặn biển. Đơn giản là lúc này bay rẻ hơn, khách sạn rẻ hơn, lại vắng vẻ hơn. Nếu đi dịp Tết, chi phí gấp 2 đến 3 lần mà lại không tận hưởng được hết sự relax đó. Và tất nhiên là tiết kiệm hơn. Nếu nói về thực tại, nhiều người có nhiều tiền, rất rất nhiều tiền, nhưng lại không thực sự sống cho hiện tại. Một người là cô bạn mình có chục mảnh đất, giá trị hiện tại không dưới 70 tỷ. Có mảnh bỏ không, mảnh thì đang ở, có miếng thì đang cho thuê, tổng cũng được 70 triệu mỗi tháng. Tuy nhiên, 30 năm nay, hàng ngày vẫn chan bún cho khách làm từ tờ mờ sáng đến tối. Hai con thì một bạn thì bán bún cùng, một bạn vừa tốt nghiệp đại học bên Mỹ, mà ngày tốt nghiệp cô cũng không sang được vì nghĩ rằng quán bún của cô không thể thiếu cô được. Dừng là hỏng hết, không tin tưởng bất kỳ ai. Cứ có tiền, cô lại đi mua đất tích trữ, nghĩ rằng sau này có hoạn nạn thì có cái mà dùng, rồi dành cho con cho cháu. Tuy nhiên, mình không tin là hai đứa con của cô thích việc vài chục năm nữa, già móm mém 6-70 tuổi, còn cô lúc đó 8-90, chết cho mỗi đứa vài căn nhà. Nhà lúc đó làm cái gì? Có phải hai vợ chồng già móm mém cũng chỉ cần căn phòng 50m² một ngủ tiện nghi là được rồi không? Đối với mình, những ai đã tiếp xúc thì có thể không quên được cái mặt lúc nào cũng nhăn nhở cười. Mình thấy tiền quan trọng, nhưng lượng tiền nhiều gấp 100 lần không giúp mình hạnh phúc hơn gấp 100 lần. Và chia sẻ thật, 10 năm thuê nhà thì sự hạnh phúc lúc thuê nhà 5 triệu với 25 triệu không khác gì nhau lắm đâu. Việc hạnh phúc khi lái chiếc xe 250 triệu với chiếc xe 2,5 tỷ đối với mình cũng không quá khác biệt. Mình vẫn happy, vui vẻ, enjoy cuộc sống, chả khác gì nhiều bây giờ. Có một câu nói mình rất thấm, đó là: nếu bạn không hạnh phúc ở hiện tại, thì mãi mãi cũng sẽ chẳng hạnh phúc được đâu. Có rất nhiều người sống ở thì tương lai quá nhiều, ngáo ngáo. Hôm trước mình lại xem một video trên Top Top. Trong một lớp học nhiều năng lượng, có một chàng trai đứng lên tuyên bố: em mong muốn mức thu nhập trong vài tháng tới của em là 60 triệu một tháng và năm sau là 100 triệu. Em sẽ mua được một chiếc Mercedes 1 tỷ vì em muốn cảnh lái xe này về quê vợ cho mọi người thấy được em đã thành công như thế nào. Ok, ai cũng cần có ước mơ, nhưng quá đắm chìm trong ước mơ nhiều khi xa vời quá với thực tế, dẫn đến bạn luôn coi thực tế này chỉ là tạm bợ, rồi không thực sự sống với nó, chạy trốn nó. Không chấp nhận được rằng bạn vẫn ngu, lương 6 triệu, thượng đế đã quá hào phóng rồi, mà sống ảo tưởng với ước mơ được bơm thổi viển vông. Hồi xưa, tôi cũng nghĩ ảo tưởng về tương lai. Dù bây giờ tôi không hạnh phúc, nhưng khi vào đại học sẽ tốt. Khi tốt nghiệp đi làm có việc sẽ tốt. Khi tôi có nhiều tiền sẽ tốt. Tìm được người bạn đời sẽ tốt. Khi lấy vợ sẽ tốt, vân vân. Tôi sẽ hạnh phúc hơn khi tôi có con, tôi sẽ thoải mái hơn khi đứa bé lớn lên và rồi chúng nó lấy vợ lấy chồng, tôi sẽ thảnh thơi sống vui vẻ. Nhưng xin lỗi chính tôi của hồi xưa, thức dậy tất cả chỉ là ảo ảnh. Sự thật là nếu bây giờ tồi tệ thì sau này cũng sẽ không tốt hơn đâu. Khi đó bạn cũng sẽ nảy sinh những câu hỏi, những mâu thuẫn và bối rối mới mà thôi. Đừng lừa dối bản thân. Chính xác mà nói, những người không thể nhận ra chân lý của cuộc sống thì dù đang ở trong giai đoạn nào của cuộc đời cũng không thể đạt được hạnh phúc thực sự. Bởi vì bất hạnh, phiền muộn, chán trường là chuyện của con người bạn, bên trong trái tim bạn và giai đoạn nào của cuộc đời. Những thay đổi của môi trường bên ngoài không thể giải quyết vấn đề của trái tim. Bạn chắc chắn đã từng nghe, người giàu cũng có nỗi khổ của người giàu. Tỷ phú rửa bát cho vợ, xong rồi cũng chia tay tan vỡ. Sống cho hiện tại có một cái rất hay, đó là khi bất kỳ điều gì không hay xảy ra, bạn sẽ nhẹ nhàng hơn. Chuyện gì qua đã qua rồi, bây giờ là làm gì để tốt hơn, làm gì để chuyện đó không xảy ra nữa. Đối mặt với nó, đừng lấy hào quang quá khứ ra biện minh, lấy tương lai ra bảo chữa. Hồi xưa, lúc mình học cấp 3, đi chùa bố mẹ khấn cho cháu học giỏi thì quốc gia được giải để tuyển thẳng đại học. Trước khi đi thi cũng thắp hương khấn các cụ rồi,
đã xem bói xem tướng là mình sẽ thành công, rồi làm quan nọ trai. Rồi mình trượt thẳng cẳng cả hai lần kỳ thi quốc gia lớp 11 và 12. Lúc đó mình ngộ ra là chẳng có cụ nào phù hộ cả, muốn được giải thì phải tự mình mà thôi. Thế là mình tập trung vào học 3 cuốn sách, vở bài tập toán, lý, hóa, ôn trong 3 tháng cuối cùng thì cũng đỗ đại học thương mại 22 điểm, thừa đúng nửa điểm. Muốn thành công thì tai to, đường chỉ tay đẹp, không giúp được việc bằng việc bạn cần cù tỉ mỉ chăm chỉ làm việc mà thôi. Mình có biết ông tên là A, kinh doanh trên thương mại điện tử, bây giờ nói chung là chẳng còn shop nào ra hồn, nhưng profile luôn ghi top nhà bán hàng xuất sắc nhất năm xxx, giải thưởng xxx. Tuy nhiên, hiện tại thì lại toang, những kiến thức cũ, những thành công cũ không phản ánh thực tại. Anh A đó luôn sống với quá khứ hào hùng của mình, thực sự gây lên áp lực rất lớn cho hiện tại của anh ta. Cái anh ta cần là nhận được ra là mình cần phải thay đổi, thậm chí mình đang kém hơn rất nhiều mặt bằng hiện tại để cố gắng tốt hơn, chứ không phải là hồi xưa, lúc tao kinh doanh, mày vẫn còn đi học, biết gì mà nói. Chả phải tại sao, điểm xếp hạng tennis thế giới cũng chỉ tính trong 52 tuần gần nhất. Dù bạn có vô địch tất cả các giải tennis năm ngoái, nhưng năm nay bạn bị out hết tất cả các giải ngay từ vòng loại, thì vị trí số 1 xuống vị trí xxxx đến vô cùng. Thế giới này thật là tươi đẹp. Mình biết ơn tất cả những lần gặp gỡ, những mối quan hệ và chúc tất cả các bạn ngày càng trân quý hiện tại hơn, yêu thương hạnh phúc với hiện tại của bạn hơn. Một dấu hiệu nhỏ của việc sống với hiện tại của mình là mình sẽ ít chụp ảnh hơn, quay phim hơn khi mình đi chơi, ăn một món ngon hay ngắm pháo hoa cùng những người mình yêu quý. Đặc biệt, gần đây mình đi lặn, mình còn chả mang GoPro nữa. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!